chặt lên anh chị chiên rồi nấu cơm nóng nóng mặt gạo coi anh nói nãy đó. À, anh chị về cho nấu xong anh chị cho mấy bà lớn tuổi ăn cơm được lắm. Vì khi bà dùng không được một chén mà có cái này bà dùng được hai chén. Rồi, đảm bảo luôn. Đó là cái này. Sáng ở Campuchia. Thì gia đình thấy có gia đình sáng giờ đi đoạn đường dài, gia đình thấy đất nước Campuchia thì đa số là nhà sang. Rồi mình